Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang đi Mèo Vạc dài hơn 160 km, được khởi công xây dựng từ ngày 10 tháng 9 năm 1959 và hoàn thành vào ngày 20 tháng 3 năm 1965. Con đường này là niềm khát khao mong đợi bao đời của người dân bốn huyện vùng cao núi đá, nơi cực Bắc thiêng liêng: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Vì vậy mà nó được mang tên là Đường Hạnh Phúc. Gần 2.000 thanh niên xung phong của 8 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Dương, Nam Định và Hà Giang đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng lên Hà Giang tham gia mở đường hạnh phúc. Nhiều người trong số họ đã tìm thấy hạnh phúc của mình, chọn nơi đây làm quê hương thứ hai để gắn bó trọn đời. Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, huyện Hòa An, Cao Bằng, ông Hoàng Trùng Dương và bà Lương Thị Hử đã tình nguyện tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Cao Bằng, rồi xung phong sang Hà Giang tham gia mở đường hạnh phúc khi mới chỉ 18 đôi mươi. Hai ông bà quen nhau tình cờ trong một lần về thăm quê, để rồi sau đó sự đồng cam cộng khổ trong lao động, thử thách đã hun đúc nên tình yêu của họ. Năm 1964, hai người đã nên duyên vợ chồng và quyết định chọn Đồng Văn là quê hương thứ hai để gắn trọn cuộc đời. Giờ đây, đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, cuộc sống cũng còn nhiều nỗi lo toan vất vả, nhưng ông bà luôn cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và chứng kiến sự trưởng thành của con cháu. Quen nhau từ làm đường xà phìn Đồng Văn năm 63. Xong là báo cáo tổ chức cơ quan công đoàn thanh niên chuyên môn đầy đủ, xong mới đúng đến 64 thì là báo cáo với tổ chức là đi về tại quê. Xong là hai bên, mỗi bên là mua một con lợn là mời họ hàng làng xóm là xong. Sau cưới xong là lại quay lên là tiếp tục công tác ở Má Vi Lèng, hoàn thành xong bắt đầu là theo yêu cầu của huyện với là tỉnh chuyển ngành sang ngành thương nghiệp huyện Đồng Văn. Vừa công tác nhà nước tốt và vừa tình cảm, coi như là có cái gắn bó với nhau, coi như là ít nhiều là cũng là quê hương với nhau. Thế là giữ cái quê hương coi như là ẩm thấm và lúc nào cũng yên tâm công tác, hai bên đều là thoải mái với nhau. Đang thanh niên làm đường nó vui vẻ với nhau, xong quen nhau thì là được thêm cái đơn vị thì người thì trêu, người thì vun đắp vào. Thế xong rồi là nó cứ yêu nhau, xong rồi là đến cuối cùng thì thôi, thì bảo thôi thì ai cũng thanh niên cũng một lần thôi, thì bây giờ thì cũng yêu nhau thì cũng để xây dựng với nhau thế thôi. Quá trình mình đi công tác làm cái con đường ở Đồng Văn này thì mình đã thấm thía vào cái tình cảm quê hương của cái đất Đồng Văn rồi. Thì cảm thấy là thấm thía rồi thì mình thích ở, thì cứ là cái đấy là lý do khuyến rũ mình ở lại. Gần 50 năm đã đi qua, nhưng mỗi khi nhớ về những ngày mở đường hạnh phúc, mỗi cựu thanh niên xung phong vẫn bồi hồi, háo hức như thuở còn trai tráng đi tham gia mở đường. Cái khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, một khúc tráng ca để nhớ và tự hào. Tại huyện Đồng Văn đây thì có hai cặp. Một cặp là thanh niên xung phong Cao Bằng là Hoàng Trùng Dương và Lương Thị Hử. Một cặp là Vi Văn Điều với là người Lạng Sơn với một bà là người Phạm Thị Minh là người Đồng Văn. Tại tất cả các gia đình sinh sống tại đây thì hầu hết là thanh niên xung phong, có một nửa là có con cái hoàn thành nhiệm vụ đã phục vụ trong các cơ quan nhà nước, còn một số là ít ở nông thôn. Hiện tại là luôn luôn là động viên cái khẩu hiệu là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không biển, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Con đường hạnh phúc được hoàn thành bằng công sức của trên 1.200 thanh niên xung phong và hàng nghìn dân công địa phương với trên 2 triệu công lao động trong gần 6 năm ròng rã, phá đá, mở đường. Sau ngày hoàn thành, đa số các thanh niên xung phong đã trở về quê và mang theo câu chuyện làm đường của mình. Xong,
cũng có không ít người đã ở lại với Hà Giang bằng một tình yêu sâu sắc, xây dựng cuộc sống mới và viết tiếp những trang hạnh phúc của cuộc đời mình. Ông La Xuân Cát, quê ở Hàm Yên, Tuyên Quang, khi đi mở đường hạnh phúc, ông cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình với người đồng đội, một cô gái tài xinh xắn, quê ở Yên Minh. Con đường hoàn thành đi vào lịch sử thì bà Liên và mảnh đất Yên Minh quê vợ đã trở thành bến đỗ của cuộc đời ông. Ông Cẩn. Về mấy đứa con thì bây giờ đi tham gia, bốn đứa con gái đi làm giáo viên, thì cũng có công an việc làm rồi, cũng nhà cửa đàng hoàng rồi. Thì còn một đứa con cả nữa, nhà cửa có rồi. Thì bác kêu gọi, dù trai dù gái, phải làm tuyến đường Đồng Văn đây đi. Thì lúc ấy tôi mới có 17 tuổi, thì tôi cũng là thấy bác kêu gọi, khó khăn bao nhiêu cũng đi. Đi lúc ấy đi thì cũng khó khăn, họ làm tuyến đường xong rồi mình cũng đi thôi. Thế là cũng về nhà. Về nhà cũng là trước khi muốn về nhà thì cũng xin phép ở công ty hẳn hoi. Thế xong cho về xong rồi mới gặp ông này, ông chồng này thì quyết định lấy nhau. Chồng nhiều bây giờ cũng lấy khó khăn, nhưng vẫn là 7 đứa con vẫn đảm đương hết. Thế bây giờ chồng đã bị tàn tật được 6 năm rồi, vẫn đảm đương cho con. Giờ đây, 50 năm sau ngày tham gia mở đường hạnh phúc, tất cả những thanh niên xung phong ngày ấy, những ai còn sống đều đã bước sang phía dốc bên kia của cuộc đời. Song, tất cả họ vẫn đang sống xứng đáng với những trang sử hào hùng của con đường hạnh phúc. Những người ở lại với Hà Giang ngày ấy và bây giờ vẫn hàng ngày làm đẹp thêm cho mảnh đất và cuộc sống nơi đây, bởi cuộc đời và những đóng góp của họ để làm nên con đường hạnh phúc đã tạo ra niềm hạnh phúc cho chính họ và cho mọi người. Thì toàn bộ cái số hội cựu thanh niên xung phong của huyện Yên Minh chúng tôi là cái số mà trực tiếp tham gia mở đường hạnh phúc này là còn 19 người. Thì cũng có một số thì gia đình thì cũng có khang trang, con cái đoàn hoàng trưởng thành. Thế còn một số thì nói chung là các cụ về già yếu rất là khó khăn, rất là vất vả. Từ cái con đường hạnh phúc ấy cũng đã nảy sinh ra những lứa đôi trong tình yêu và họ đã xây dựng hạnh phúc với nhau trên công trường. Ví dụ như đôi của anh Nguyễn Văn Đình là xe trưởng xe 2 nghiệp dư và chị Nguyễn Thị Lan là người của làng Sơn đã xây dựng với nhau ngay tại nhà Vương tháng 6 năm 1963. Và cái đôi lứa đó là đôi lứa đầu tiên được xây dựng ở công trường Đồng Văn ngày ấy và được tổ chức hôn lễ ngay tại nhà Vương Chí Sình. Thì những cái lứa đôi đó thì còn rất nhiều, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đây là tình cảm của cuộc sống cũng như từ cái môi trường của con đường hạnh phúc mở ra và đem lại cái hạnh phúc gia đình cho họ, và cái hạnh phúc ấy nó lại gắn liền với cái cuộc sống con người và gắn liền với cái đất, mảnh đất Hà Giang này. Người ta yêu thương Hà Giang, mến yêu và họ đã ở lại với Hà Giang để mà cùng gắn bó xây dựng Hà Giang đến ngày hôm nay. Ngày nay, nhiều du khách đi trên con đường này có lẽ không phải ai cũng biết về lịch sử con đường cách đây 50 năm về trước, và người ta đã dần quen với tên gọi mới của con đường khi nhập chung vào hệ thống giao thông quốc gia, quốc lộ 4C, mà quên đi cái tên gọi một thời đầy ý nghĩa, đường hạnh phúc. Nhưng với mỗi người cựu thanh niên xung phong tham gia mở đường ngày ấy và mỗi người dân vùng cao Hà Giang, con đường sẽ mãi vẫn là con đường hạnh phúc, mãi vẫn là một khúc ca hùng tráng để lại âm vang trên đỉnh Mã Pì Lèng, một đệ nhất hùng quan trên công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Trong đó có những con người đi mở đường hạnh phúc, đã tìm thấy hạnh phúc lớn của đời mình, gắn bó trọn đời với mảnh đất Hà Giang. Đường hạnh phúc cho chúng ta hạnh phúc, và con người từ lao động lớn lên, có anh em, có bạn hiền, hiểu nhân nghĩa, biết tự tin lòng mình, tức là từ cái con đường này đã mang lại hạnh phúc cho đôi lứa vợ chồng tôi cũng như nhiều đồng đội của chúng tôi ở đất Hà Giang, và cũng từ đó chúng tôi có thêm bầu bạn Hà Giang và gắn bó với Hà Giang, không trở về quê hương nữa mà ở lại xây dựng Hà Giang cho đến ngày nay. Và cũng có lẽ là bây giờ thì cũng tuổi gần 80 rồi, nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng sẽ gửi lại
cái tấm thân mình, nếu như khi phải qua đời thì cũng là để lại trên đất Hà Giang. Con đường hạnh phúc giờ đây đã được cải tạo, nâng cấp phẳng phiu, rộng rãi và an toàn hơn nhiều so với trước. Nhiều thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã trở lại quê hương, thế hệ con cháu họ lại tiếp bước cha ông lên vùng cao Hà Giang công tác. Đi trên con đường này, hẳn họ sẽ thấu hiểu hơn giá trị của những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của người đi trước để đem lại cho họ sự thuận lợi, dễ dàng trong cuộc sống hôm nay. Để rồi, mỗi người sẽ tự nhủ lòng mình phải sống và làm việc tốt hơn, xứng đáng hơn với sự hy sinh của những thế hệ mở đường hạnh phúc.